Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay và vòng tay. Hôm nay của mình sẽ có từ cá nóc gai. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay và vòng tay. Hôm nay của mình sẽ có từ cá lù. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ cá thiên cảnh. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người ơi. Đầu tiên mình sẽ bắt đầu với màu xám nha. Mọi người ở đây là màu xám của mình nha. Các bạn ở đây là màu xám của mình này. Mọi người ở đây là phần màu xám của mình. Tiếp theo là mình sẽ xóa màu đen nha. Sau màu đen mình sẽ xóa luôn là màu xanh lá cây nhé. Màu đen và màu xám của mình nhé. Mọi người ở đây là màu xanh lá cây, màu đen và màu xám của mình này. Các bạn đang nhìn này, đây là màu màu xám và màu đen, màu xanh lá cây của mình. Tiếp theo là mình sẽ xóa. Tiếp theo là mình sẽ xóa phần màu. Mình xóa màu đỏ đi. Sau màu đỏ mình sẽ xóa luôn là màu hồng.
Mọi người, đây là màu hồng của mình nha. Đây là phần màu hồng của mình nha mọi người. Mọi người ơi, mình xóa xong phần màu hồng rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục là mình xóa hạt chữ nha mọi người ơi. Giờ mình sẽ nối hai đầu của mình lại với nhau nha mọi người. Mình trang trí nốt chiếc vòng nha. Mọi người ơi, đây chiếc vòng của mình, đây chiếc vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Mọi người ơi, đây là chiếc vòng của mình, chiếc vòng của mình đã hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.